Từ ngày 20 tháng 5 năm 2023, 4 quy định mới về cấp sổ đỏ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 10/2023 Nghị định Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, thứ nhất, thủ tục cấp sổ đỏ online như sau. Cụ thể, tại khoản 7 điều 1 Nghị định 10/2023 Nghị định Chính phủ sửa đổi khoản 6 điều 60 Nghị định 43/2014 Nghị định Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử. Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ. Thứ hai, sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ. Tại khoản 5 điều 1 Nghị định 10/2023 Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 37 Nghị định 43/2014 có liên quan đến thẩm quyền cấp sổ đỏ như sau. Đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp thực hiện do các cơ quan sau thực hiện. Văn phòng đăng ký đất đai, đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai, đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Cấp sổ đỏ cho condo ten. Tại Nghị định 10/2023 Nghị định Chính phủ bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho condo ten như sau. Cụ thể, đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch, trong đó có condo ten, theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đất theo quy định. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản. Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định này được thực hiện theo quy định phải thể hiện thông tin về thửa đất trên giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn. Thứ tư, bổ sung trường hợp phải bổ sung giấy tờ khi cấp sổ đỏ. Cụ thể, theo điểm B khoản 11 điều 1 Nghị định 10/2023 đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau: giấy chứng nhận, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án, bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký, thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng, danh sách các tài sản. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu có vướng mắc pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.